Nga rổ tên lửa không kích, Ukraine từ bỏ thành trì vì tổn thất lớn. Pháo binh Nga dồn dập khai hỏa, lực lượng Kiev buộc về vạch xuất phát. Ukraine dùng vũ khí rẻ tiền phá hủy hệ thống phòng không to tối tân của Nga. Nga tung vũ khí mới vào mặt trận Avdiivka. Thủ tướng Israel ngừng bắn rộng hơn nghĩa là đầu hàng Hamas. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, quân Nga đã phát động một đợt rộ tên lửa, 13 lần không kích, 42 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS vào các vị trí đóng quân và khu định cư của Ukraine. Các cuộc tấn công nói trên gây ra một số thương vong cho dân thường và khiến nhiều nhà ở, cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, theo bộ này, các lực lượng Nga còn bắn một tên lửa dẫn đường KH-59 vào lãnh thổ Ukraine, song đã bị các đơn vị phòng không Ukraine đánh chặn. Bộ Tổng tham mưu cho biết rằng, trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, tỉnh Donetsk và bốn hướng khác tại chiến trường miền Đông Nam. Tổng cộng có 55 cuộc giao tranh tại khu vực trong ngày qua. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục phản công theo hướng Melitopol, tỉnh Zaporizhia và đẩy mạnh tấn công theo hướng Bakhmut. Tình hình hiện vẫn còn nhiều thách thức ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công quân và khí tài quân sự Ukraine ở 118 khu vực trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị máy bay tác chiến chiến thuật và lục quân UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 118 khu vực. Lực lượng Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của quân Ukraine ở Kupiansk, tiêu diệt khoảng 25 lính và 3 xe bọc thép của phía Ukraine. Ngoài ra, trong cuộc phản pháo, quân đội Nga đã phá hủy 2 hệ thống pháo M-77 do Mỹ sản xuất, 3 pháo tự hành Akashiya và 1 hệ thống pháo cơ giới Kvozdika của quân đội Ukraine, bộ này cho biết thêm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đã tấn công nhiều đơn vị Ukraine ở khu vực Donetsk, gây thương vong khoảng 330 binh sĩ Ukraine trong ngày 9 tháng 11. Cùng ngày, ông Yan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Ly Khai tuyên bố, quân đội Ukraine đã từ bỏ một số thành trì Bakhmut sau khi chịu thương vong nặng nề. Theo kênh RIPA, ở Starobel, thuộc khu vực Kupiansk, giao tranh đang tiếp diễn ác liệt và trên các hướng tiếp cận phía Bắc tới Sinkovka. Ở phía Nam, Nga đã tấn công Ukraine gần Novozelovka, bắt giữ một số binh sĩ đối phương. Theo hướng Soledar, Nga tiếp tục phản công gần Klitschivka, vượt qua đường ray, bám trụ ở vùng ngoại ô phía đông của ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn. Tại khu vực Vodomensk, đội hình của Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép, một lần nữa cố gắng tiến tới phòng tuyến Rabotino, Vibovodye, nhưng bị phát hiện từ sớm. Pháo binh và tên lửa chống tăng Nga dồn dập khai hỏa ngăn chặn. Ít nhất 2 xe thiết giáp Ukraine bị phá hủy, lực lượng Kiev buộc phải quay về vạch xuất phát. Theo hướng Kherson, thủy quân lục chiến Ukraine tiếp tục giữ những vị trí ở Krynki, đồng thời cũng đang cố gắng tiến qua con đường về phía Nam và Tây Nam. Nga đáp trả bằng hỏa lực hạng nặng, nhưng nếu họ không điều động thêm lực lượng thì việc xóa sổ đầu cầu của Ukraine sẽ vô cùng khó khăn. Ở phía Tây, Ukraine cố gắng tiến về Pestchanovka và Postepnoye, nhưng hỏa lực Nga ngăn chặn. Hiện tại, tình hình cho thấy Bộ Chỉ huy Ukraine sẵn sàng cử lực lượng cùng xe bọc thép vượt sông Donetsk khi có thể mở rộng đầu cầu. Theo Reuters đưa tin, những binh sĩ điều khiển phi đội máy bay không người lái tấn công nhỏ, giá rẻ của Ukraine đang bày tỏ lo ngại rằng, mặc dù họ đi tiên phong trong việc sử dụng chúng, nhưng giờ đây họ đang bị Nga vượt mặt khi Moscow tăng cường đầu tư tiền và nguồn lực vào lĩnh vực UAV. Thời gian gần đây, cả hai nước đều đăng video ghi lại hình ảnh UAV FPV trị giá vài nghìn đô la Mỹ lao thẳng vào xe tăng, hệ thống radar trị giá hàng triệu đô la Mỹ của bên còn lại. Tại một cánh đồng ở khu vực Bakhmut, các binh sĩ điều khiển UAV thuộc lữ đoàn tấn công dù số 80 của Ukraine đang chiếm thế thượng phong, nhờ nguồn cung UAV dồi dào và đầu tư mạnh vào phát triển các vũ khí này. Mặc dù khó có thể đánh giá chính xác ưu thế về số lượng của Nga trong lĩnh vực FPV, nhưng Comrade ước tính con số này cao gấp đôi so với những gì Ukraine có ở Bakhmut. Comrade, một chỉ huy trung đội máy bay không người lái Ukraine cho biết, UAV của họ luôn bay trên không cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi có thể thấy họ đã triển khai sản xuất loạt máy bay không người lái để trinh sát, giám sát và tấn công. Comrade cho biết đơn vị của anh có thể thực hiện tối đa 40 nhiệm vụ tấn công mỗi ngày, nhưng con số này thường thấp hơn nhiều do thiếu máy bay không người lái. Quân nhân Dizak,
cho biết đôi khi Ukraine có thể tìm được 10 mục tiêu, nhưng chỉ có 2-3 UAV để tấn công vì không đủ vũ khí. Nga đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái FPV trong năm nay. Một doanh nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã công bố vào tháng 5 rằng họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất tới 3.000 thiết bị mỗi tháng. Samuel Bendet, chuyên gia của Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết, Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất UAV FPV thông qua cả khu vực tư nhân và nhà nước. Nga dự kiến sẽ tăng năng lực sản xuất vào năm sau. Trong khi đó, phần lớn nguồn lực UAV FPV giá rẻ của Ukraine đến từ các tổ chức dân sự và tiền quyên góp của cá nhân để mua về. Trong bối cảnh cuộc phản công rơi vào bế tắc, quân đội Ukraine tăng cường sử dụng máy bay không người lái FPV trang bị chất nổ để tấn công các hệ thống phòng không của Nga ở chiến trường miền Đông. Trong video, lực lượng phòng vệ Ukraine đăng tải đoạn video trên mạng xã hội X kèm nội dung: các binh sĩ thuộc lữ đoàn 103 của Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không to của Nga trên mặt trận Kupiansk. Đây là mục tiêu đắt giá nhất mà máy bay không người lái FPV phá hủy từ trước đến nay. Theo báo cáo, các binh sĩ thuộc lữ đoàn 103 của lực lượng Ukraine đã gắn lựu đạn và các thiết bị nổ vào những chiếc máy bay không người lái này để tấn công xe bọc thép và các vị trí quân sự kiên cố của Nga. Giới quan sát đánh giá, hệ thống phòng không to của Nga có giá thành lên tới 24 triệu đô la Mỹ, thì việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái FPV chỉ vài trăm đô để đối phó là một giải pháp tối ưu. Cả Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng loại vũ khí nhỏ mà có võ này trong hoạt động quân sự thời gian qua. Được biết, cuối tháng trước, Ukraine thông báo đã đưa hơn 1.500 máy bay không người lái FPV tới mặt trận phía đông nhằm tăng cường sức mạnh hơn nữa cho các binh sĩ. Trong các cuộc tấn công vào Adiivka, lực lượng Nga được cho là đã sử dụng đạn pháo chùm có chứa đạn con một típ 3M, được biết đến với khả năng dẫn đường độc lập. Một số phương tiện truyền thông Nga dường như đã xác nhận tuyên bố này khi trích dẫn một đoạn video cho thấy lực lượng Nga sử dụng vũ khí là đạn con một típ 3M. Loại đạn con này thường được sử dụng trong đạn chùm 9M55K1 cho hệ thống Smurf và đạn 9M544 được sửa đổi cho hệ thống Tornado S. Nguyên lý hoạt động của mô típ 3M là một cụm chứa đầy đạn con mở ra phía trên, phóng các đạn con và kích hoạt cảm biến hồng ngoại để xác định mục tiêu. Sau đó, mỗi quả bom con sẽ phóng một đầu đạn nổ xuyên giáp tự định hình EFP. Đầu đạn này về cơ bản là những mảnh kim loại tập hợp thành một viên đạn tốc độ cao xuyên qua lớp giáp của vũ khí đối phương. Những mảnh kim loại như vậy có thể di chuyển với tốc độ vài km mỗi giây. Đáng chú ý, việc sử dụng mô típ 3M của lực lượng Nga giống như bất kỳ loại đạn tự dẫn đường nào khác là không thường xuyên. Nga có thể sử dụng đạn chùm tự dẫn mô típ 3M phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt Smurf và Tornado S ở Avdiivka. Hiện tại, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công quy mô lớn vào hai sườn thành phố Avdiivka và giành một số kết quả quan trọng. Tại thời điểm này, các binh sĩ Nga đang củng cố vị trí mới và chờ đợi đợt phản công của Ukraine. Dù khẳng định tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine để quân đội nước này có thể tận dụng tối đa thời gian họ còn lại trước khi thời tiết xấu đi, nhưng Mỹ đã cạn kiệt phần lớn nguồn vốn sẵn có để viện trợ cho Kyiv. Truyền thông Mỹ và Ukraine Newsweek Pravda đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, trong tổng số tiền đã cung cấp cho Ukraine kể từ đầu xung đột, vượt quá 60 tỷ đô la Mỹ, và đó không chỉ là hỗ trợ an ninh, đó là hỗ trợ kinh tế, tài chính và nhân đạo. Chúng tôi đã giải ngân khoảng 96% những gì đã được phê duyệt. Ông Kirby nêu rõ, Mỹ đã cạn kiệt phần lớn nguồn vốn sẵn có để viện trợ cho Ukraine. Dù ông nhắc lại rằng Nhà Trắng vẫn hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến do Tổng thống Nga Putin phát động, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm viện trợ, nhưng thừa nhận cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine đang diễn ra với tốc độ chậm. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng đưa ra nhận xét tương tự khi thảo luận về việc gói an ninh trị giá 425 triệu đô la Mỹ cho Kyiv được công bố vào cuối tuần trước. Khoản viện trợ vốn đã khiến số tiền hiện có dành cho Ukraine ở mức thấp hơn. Trong khi đó, sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với viện trợ Ukraine ngày càng giảm sút. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã đệ trình yêu cầu lên Quốc hội Mỹ với số tiền 106 tỷ đô sẽ dành cho viện trợ quân sự và nhân đạo cho Israel cùng Ukraine, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho Gaza. Yêu cầu đó đã dành riêng 61,4 tỷ đô dành cho Ukraine. Nhưng yêu cầu viện trợ đã vấp phải sự phản đối của nhiều nhà lập pháp bảo thủ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Mike Johnson. Ngày 10 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel cho biết, kể từ khi xung đột với Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, khoảng 9.500 tên lửa và đạn súng cối, cũng như hàng chục máy bay không người lái đã bắn vào Israel, chủ yếu từ dải Gaza. Dữ liệu của lực lượng phòng vệ Israel cho thấy, trong số đó có khoảng 3.000 quả tên lửa và đạn súng cối đã được Hamas bắn chỉ trong 4 giờ đầu tiên, cao hơn mức 2.200 quả được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Theo lực lượng phòng vệ Israel, đến nay 12% tên lửa của Hamas, tương đương khoảng 900 quả, bị hụt tầm và rơi bên trong dải Gaza. Các hệ thống phòng không của lực lượng phòng vệ Israel gồm vòm sắt Iron Dome tầm ngắn, David Sling và Patriot tầm trung cùng Arrow tầm xa, lần đầu tiên hoạt động cùng lúc và đã đánh chặn thành công 2.000 quả tên lửa bắn vào Israel. Trong một diễn biến liên quan, ngày 10 tháng 11, quân đội Israel cho biết, lần đầu tiên hệ thống phòng không tiên tiến nhất của nước này, Aroba, đã đánh chặn thành công một tên lửa đang hướng tới thành phố Eilat ở miền nam. Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yahya Saria, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc phóng tên lửa vào Eilat. Trong tuyên bố của mình, ông Yahya Saria nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Yemen tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự hỗ trợ cho những bất bình chính đáng của người dân Palestine cho đến khi hành động gây hấn của Israel ở Gaza chấm dứt. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự bi quan về khả năng có một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở dải Gaza để đổi lấy việc phong trào Hamas thả con tin. Cho đến nay, mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới đều kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza, nhưng chính quyền Mỹ đã bác bỏ những lời kêu gọi đó và thuyết phục Israel về khả năng tạm ngừng chiến thuật cuộc giao tranh để tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Tổng thống Mỹ Biden cho rằng khó có khả năng đạt được một thỏa thuận như vậy. Trước đó, hãng tin AFP cho hay, các nhà môi giới quốc tế đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận, trong đó lần đầu tiên cho phép một lượng nhỏ nhiên liệu vào dải Gaza. Đổi lại, các phe phái vũ trang ở đây sẽ thả 12 con tin, trong đó có 6 người Mỹ. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi người dân nước này tích cực chống chủ nghĩa bài Do Thái và cam kết rằng lực lượng cảnh sát và các cơ quan tư pháp sẽ có hành động nhất quán chống lại bất kỳ hình thức bài Do Thái nào. Thủ tướng Israel tuyên bố một lệnh ngừng bắn rộng hơn sẽ là đầu hàng Hamas, sau khi nước này đồng ý tạm dừng tấn công phía bắc dải Gaza trong 4 giờ. Trả lời đài Fox News, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, chúng tôi không tìm cách cai trị Gaza, chúng tôi không tìm cách chiếm giữ nó, nhưng tìm cách mang lại cho dải Gaza và chính chúng tôi một tương lai tốt đẹp hơn. Theo hãng tin AFP ngày 10 tháng 11, ông Netanyahu cho biết, quân đội Israel đang hoạt động đặc biệt tốt trong cuộc tấn công hiện nay. Israel đã phát động tấn công sau khi phong trào Hồi giáo Hamas tràn qua biên giới nước này vào ngày 7 tháng 10 và bắt khoảng 240 con tin. Khoảng 1.400 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas thời điểm đó. Israel sau đó trả đũa bằng một cuộc ném bom trên không và tấn công trên bộ. Cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết hơn 10.800 người đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và nhiều người trong số họ là trẻ em. Ông Netanyahu tuyên bố với Fox News, một lệnh ngừng bắn với Hamas có nghĩa là đầu hàng Hamas, đầu hàng khủng bố. Sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu con tin Israel không được thả. Điều đó sẽ không xảy ra. Trong khi đó, các bên tham chiến giao tranh dữ dội ở cự ly gần. Các chiến binh Hamas sử dụng lựu đạn phóng tên lửa chống lại quân đội Israel được hỗ trợ bởi xe bọc thép. Gần 1,6 triệu người phải sơ tán đến các khu vực khác trong dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Con số đó tương đương hơn một nửa dân số của dải đất này. Các nhóm viện trợ đã cầu xin lệnh ngừng bắn, cảnh báo về một thảm họa nhân đạo ở Gaza, nơi lương thực, nước uống và thuốc men đang thiếu hụt. Vừa qua, đã xảy ra các vụ nã súng tại hai trường đại học Do Thái ở thành phố Montreal của Canada, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở nước này do tác động từ cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại dải Gaza. Giới chức trách cho biết nhân viên nhà trường vào buổi sáng đã phát hiện những vết đạn tại cửa trước của hai trường học trên ở khu Côte-d'Anais thuộc Montreal. Không có thương vong trong hai vụ việc này. Các vụ nã súng trên xảy ra sau vụ đánh bom vào một giáo đường Do Thái cũng tại Montreal hồi đầu tuần này. Song vụ tấn công đó may mắn không gây thương vong. Cũng trong khoảng thời gian đó đã nổ ra các cuộc đụng độ giữa một bên là nhóm sinh viên ủng hộ Palestine với một bên là nhóm ủng hộ Israel tại Đại học Concordia ở thành phố lớn thứ hai này của Canada, khiến ba người bị thương nhẹ. Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau đã cảnh báo tình trạng gia tăng đáng quan ngại của chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp cả nước do tác động tiêu cực của cuộc xung đột Hamas-Israel. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!